quý đại chúng. Ý niệm về yêu thương luôn luôn gắn liền với ý niệm về tình mẹ và ngược lại. Mỗi đêm, mỗi thắp đèn trời, cầu cho cha mẹ sống đời với con. Còn cha, còn mẹ thì hơn, không cha, không mẹ như đàn đứt dây. Đàn đứt dây còn xoay còn nối, cha mẹ mất rồi, con chịu mồ côi. Mồ côi khổ lắm ai ơi, đói cơm không ai biết, lỡ lời không ai phân. Trong giây phút thiêng liêng đầm ấm và đầy xúc động này, ai ai cũng đều hồi hộp chờ đón nghi thức cài hoa hồng. Những đóa hoa màu đỏ thắm hoặc màu trắng thanh cao sẽ được cài lên ngực áo, như nhắc nhở cho chúng ta luôn luôn nhớ về người mẹ hiền thân yêu của mình. Kính thưa quý vị, nghi thức cài hoa hồng xin được bắt đầu với bài cảm niệm của huynh trưởng Thiên Trang. Và tiếp theo sau đó, đội cài hoa hồng sẽ tiến vào chánh điện dưới sự hướng dẫn của huynh trưởng Tâm Bình và huynh trưởng Thành Hưng. Cùng lúc đó, hai bài hát Bông Hồng Cài Áo và Hiếu Đạo sẽ được cất lên qua giọng hát ngọt ngào đầy xúc động của huynh trưởng Diamond. Nhưng trước tiên xin kính mời chị Thiên Trang với bài cảm niệm về ý nghĩa cài hoa hồng. Xin mời chị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Vô Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiều Liên Bồ Tát. Kính bạch chư tôn đức tăng ni. Kính thưa toàn thể quý Phật tử trong và ngoài thiền viện Minh Quang. Tháng 7 mùa thu lá rụng vàng, ấy mùa nhân loại đón Vu Lan. Bưng quân chạnh nhớ ơn sanh dưỡng, hộp thức tâm con ngứng lệ tràn. Mỗi năm khi những làn gió se lạnh tháng 7 thổi về, báo hiệu một mùa Vu Lan nữa lại đến. Vu Lan là một trong những ngày lễ chính của Phật giáo. Vì vậy mà dân gian ta có câu: Tết cả năm không bằng rằm tháng 7. Đây là đại lễ báo hiếu ông bà, cha mẹ, tổ tiên, một tập tục đáng quý của người Việt, thể hiện truyền thống đạo lý ăn quả nhớ kẻ trồng cây. Ngày lễ Vu Lan mang hai ý nghĩa chính. Thứ nhất, nối theo nhà Phật là ngày tự tứ của chúng tăng. Chữ tự tứ nói đủ là tự tứ thỉnh, nghĩa là thỉnh cầu những bậc trưởng thượng chỉ dạy mọi lỗi lầm cho ta. Nếu chúng ta thấy đó là lỗi thật thì thành tâm sám hối. Do đó, trong ngày này, chư Phật rất vui vì thấy đệ tử có tâm hồn phục thiện, biết cải hối những lỗi lầm. Cho nên, cũng gọi là ngày Phật hoan hỷ. Ý nghĩa thứ hai, ngày này là ngày gợi lại lòng hiếu thảo của người con Phật. Tích xưa kể rằng, vào ngày rằm tháng 7, tôn giả Mục Kiều Liên tìm thấy mẹ đang sanh trong kiếp ngạ quỷ khổ đau, mà tự bản thân Ngài cứu không được. Ngài đã thỉnh cầu Phật chỉ dạy cách cứu độ mẹ. Nhưng đó, Phật chỉ dạy Ngài sắm lễ vật thỉnh chúng tăng đi cúng dường. Nhờ tâm thanh tịnh cầu nguyện của chúng tăng và lòng thành kính hiếu thảo của vị Mục Kiều Liên mà mẹ Ngài được thoát kiếp ngạ quỷ, trở về cảnh giới lành. Bởi vậy, ngày Vu Lan còn có tên là ngày xá tội vong nhân, hay còn gọi là ngày báo hiếu. Đó là ngày tha thứ mọi lỗi lầm, ngày mà mọi người ăn năn hối cải. Nhờ ý nghĩa đó nên vào ngày rằm tháng 7 mỗi năm, chư tăng đi hành tâm cầu nguyện cho các vong nhân được thoát khỏi kiếp khổ đau. Làm người hiện hữu trên cõi đời này, ai trong tất cả chúng ta đều may mắn vì có cha có mẹ, bẩm thọ vẹn toàn từ hai di chức.
ta mang trong ta hình bóng và dáng dấp của hai đấng sinh thành. Cha, tiếp sức cho ta lý trí, nghị lực và niềm tin, giúp ta vững vàng để bước vào đời. Mẹ, vun đắp cho ta con tim dịu dàng từ ái, giúp ta biết rộng lượng, bao dung và chở che ta trên vạn nẻo thời gian. Suốt đời, dường như cha mẹ chỉ biết sống cho ta, lo lắng tất cả vì ta. Cha mẹ lo cho ta từ manh áo chén cơm, canh giấc cho ta ngủ say. Người có thể đi sớm về trưa, dãi nắng dầm mưa, không có gian có nào mà người chẳng nếm qua. Miễn sao người mang về cho ta những điều ta mong muốn, những món quà nhỏ xinh cho con vui trong những ngày thơ ấu. Miễn ta vui, bình an vô sự, bao nhiêu đó thôi, người đã hạnh phúc lắm rồi. Lúc còn nhỏ, mẹ cho con cục kẹo, con vui mừng sung sướng quá đi thôi. Mẹ âu yếm nũng nịu nhìn trìu mến, con nghiêng đầu ấm áp, mẹ mẹ ơi. Con chưa biết gian lao và cực khổ, mẹ đêm ngày lo bươn chải nuôi con, vui theo bước chân con ngày khôn lớn. Lưng mẹ còng, tóc trắng dạ sắc son. Ngày ta lớn khôn, cha mẹ cho ta đến lớp, học những điều hay lẽ phải từ cuộc sống. Rồi khi ta trưởng thành và dấn thân đương đầu với cuộc sống, lại cuốn xoay vào vòng xoáy của nó, đua cót đùa vui theo tiếng gọi của lợi danh. Vậy mà ta có biết đâu, dưới mái hiên xưa, ngôi nhà cũ ấy, cha mẹ vẫn ngày đêm mòn mỏi đợi ta về. Để rồi khi ta đã có tiền tài danh vọng, ngày ta về, ngưỡng tưởng với sự thành đạt hiện có, ta sẽ đền đáp công ơn muôn thuở của mẹ cha. Nhưng ta đâu biết được mẹ cha có còn mạnh khỏe, hay người đã nằm yên trong cát bụi cuộc đời. Này con lớn, con có nhiều cục kẹo, con có nhiều những thứ mẹ mong cho. Con thương mẹ hai tay lòng thành kính, mẹ không còn, mẹ chỉ có trong mơ. Thương nhớ mẹ, con mong nhìn bóng mẹ, dẫu một lần mà nào có được đâu. Con cúi mặt, nghiêng đầu về bóng mẹ, ấm áp lòng được vuốt tóc ngả nâu. Kính bạch chư tôn đức, hôm nay là ngày báo hiếu, chúng con xin được mạng phép cài lên chiếc huyền y của quý ngài một đoá hoa hồng màu vàng thắm, để một lần nữa cảm thấy sự vô biên trong tình thương của cha của mẹ, như tình thương vô ngại mà quý ngài đã từng ban trải cho vạn loài chúng sanh. Hoa hồng thắm màu hình y rực rỡ, nhớ về người che chở suốt đời con. Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng, tình mẫu tử con vẫn hằng ghi nhớ. Giờ đây, những đóa hoa hồng vàng tươi thắm được tượng trưng cho sự giải thoát thanh cao của những bậc xuất gia tôn quý.
với chiếc áo nâu sồng chịu sương chịu gió, quý ngài đã thầm dâng tặng cho đời biết bao hạnh phúc. Cũng trong chiếc áo nâu sồng ấy, quý ngài đã âm thầm trả ơn cho cha, cho mẹ vô cùng cao quý. Kính thưa quý vị Phật tử và gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang, nay là ngày Vu Lan báo hiếu, ngày hướng trọn về cha mẹ. Vậy trong giờ phút thiêng liêng này, xin quý vị hãy dành trọn những hình ảnh tốt đẹp nhất, một lòng thành kính hoài niệm về hai đấng sinh thành cao cả, người đã suốt cuộc đời thương yêu và che chở cho ta nên người. Chúng con xin được cài lên áo quý vị một đóa hoa hồng tươi thắm, để quý vị được sống trọn niềm vinh hạnh của một người con may mắn còn có cha mẹ. Màu hồng của hoa là màu hồng của sự yêu thương, là màu máu trong tim mà mẹ cha đã vất vả một đời để hy sinh cho con từ khôn lớn nên người. Màu hồng ấy như nhắc nhở rằng con phải luôn nhớ về cội nguồn, về những thâm ân to lớn của cha mẹ mà con phải phụng dưỡng đáp đền. Con xin hứa sẽ giữ gìn không bao giờ phai nhạt, cũng như ấp ủ nâng niu tình yêu thương của hai đấng sinh thành. Với những ai không còn cha mẹ, xin hãy cài lên ngực áo mình đóa hoa hồng trắng. Hoa trắng như sự thanh cao, bạc trắng phong sương mà mẹ cha đã vất vả nuôi dưỡng đàn con khôn lớn. Cuộc sống như một bức tranh với vô vàn những gam màu sáng tối mà mỗi con người đều biết tìm đường đi đúng cho mình. Nhưng với những người con sống bất hạnh khi còn còn mẹ, lại càng phải nỗ lực nhiều hơn, sống tốt và trở thành người có ích cho xã hội, biết yêu thương, thông cảm và sẻ chia lẫn nhau về tình người là một món quà vô giá mà chúng ta đều cố gắng đạt được để dâng lên hai đấng sinh thành. Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa, chỉ được nồng hương sắc thể từ bi. Cha mẹ còn hay cha mẹ mất đi, xin giữ mãi, người ơi xin giữ mãi. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang chúng con xin kính chào chư tôn đức tăng ni. Xin kính chào quý vị Phật tử. Xin gửi lời chào thân thương trân trọng nhất. Mẹ ơi, mùa Vu Lan đã đến, con được cài hoa hồng, hoa hồng trắng yêu thương. Lòng con nghe đau xót thật nhiều, vì con biết đời con đã không còn có mẹ. Một bông hồng cho em, một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai, cho những ai đang còn mẹ, đang còn mẹ để lòng vui sướng hơn. Lỡ mai nãy mẹ hiện có mất đi, như đóa hoa không mặt trời, như trẻ thơ không nụ cười, ngỡ đời mình không lớn khôn thêm, như cuộc đời thiếu ánh sao đêm. Mẹ, mẹ là dòng suối dịu hiền, mẹ, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mang trên cao,
là ánh mắt trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ, mẹ là lọn mi ngọt ngào. Mẹ, mẹ là nại chuối buông câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dậu, là vô liêng yêu thương cho cuộc đời. Rồi một ngày nào đó con về nhìn mẹ yêu, nhìn thật lâu rồi nói với mẹ rằng: mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ có biết hay không, biết gì, biết là con thương mẹ không. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Dòng suối dịu hiền, mẹ là bài hát thần tiên, là bóng mang trên cao, là ánh mắt trăng sao, là ánh đua trong đêm khi lạc lối. Mẹ là lọn mi ngọt ngào. Mẹ là nại chuối buông câu, là tiếng dê đêm thâu, là nắng ấm nương dậu, là vô liêng yêu thương cho cuộc đời. Màu hồng vừa cài lên áo, đó em, đó hoa màu hồng vừa cài lên áo, đó anh, thì xin anh hãy cùng tôi vui sướng đi, hãy cùng tôi vui sướng đi. Một bông hồng cho em và một bông hồng cho anh. Thu sang lá rụng sân chùa như là báo hiệu đến mùa vu lan, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Mời quý vị cùng thưởng thức một ca khúc thật tuyệt vời, Hiếu Đạo. Thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha, nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ,
lòng lòng không phụ kính công cha. Tần tạo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng về buồn lên mắt mẹ nghe ai. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng về sầu lên mắt mẹ nghe khóc. Mẹ ơi, cha ơi, con thương cha mẹ nhất đời. Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ, gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha. Nước biển mênh mông không đông đầy tình mẹ, mây trời lồng lộng không phủ kín công cha. Tần tạo sớm hơn mẹ nuôi con khôn lớn, mang tấm thân gầy cha che chở đời con. Ai con mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng về sau lên mắt mẹ nghe ai. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ khóc, đừng để buồn lên mắt mẹ nghe ai. Ai có mẹ xin đừng làm mẹ buồn, đừng để sầu lên mắt mẹ nghe. Gia đình Phật tử Bồ Đề Minh Quang chúng con xin thành kính tri ân, xin kính chúc quý cô bác anh chị thân tâm luôn an vui. Nam Mô A Di Đà Phật. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin cảm ơn bảy dĩa cài hoa hồng rất là nghẹn ngào xúc động của huynh trưởng Thiên Trang. Chúng tôi không quên cảm ơn huynh trưởng Tâm Bình và huynh trưởng Thành Hưng cùng với giọng hát hết sức là ngọt ngào và xúc động của huynh trưởng Đa Mình. Kính thưa Hòa Thượng.